xin vấn đáp đôi lời cảm ơn, xin rất chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông trưởng ban đại diện cho cộng đoàn, và cảm ơn những món quà thật là thân thương. Nguyện xin tất cả trong xe ban nhiều ơn lành cho quý vị và gia đình. Xin chúc mừng lần nữa tới đến tất cả những người mang tên thánh du xe của bạn. Cuối cùng thì cũng xin thông báo cái chương trình Vĩnh Tâm để chúng ta chuẩn bị, và là ngày mùng 3, 4, mùng 5 tháng 4 đó, chúng ta sẽ có cuộc Vĩnh Tâm vào buổi chiều, thì chúng ta chuẩn bị từ lúc 3 giờ. Xin cảm ơn.